Đâu đợi ai đó. Chị lo đâu. Thì Trang xong làm giùm em với người đi. Cô ấy à? Còn cô nữa đó. Cô này nhiều lắm. Cô này à? Đây nè. Chứ em đâu làm xong nha. Quay à? Trước là ai quay là thấy người lắm. Đúng rồi à? Ly xong rồi. Phương đang làm. Trinh. Trinh đang làm. Anh đang làm. Ly á? Ly làm con nữa. Cho không đợi sim được chị Trang đó. Đợi. Cô nó vô trước mà. Phúc cũng làm à chị? Phúc cũng làm Phúc à? Đang làm trong kia. Một con cô nó phải đã hơn vậy. Cô kia à? Cô đi chuẩn bị điện thoại đây luôn. À, thoại hiện cầm đâu. Cô đi qua được cái này thôi. Thế thì Trang con nó không đi nhầm em này. Chết có phát ở đây á. Thank you.
Nhiều khi hai cô luôn. Nhiều khi quay hai cô luôn. Quay hai cô đó là mẹ chị bảo là con đâu mà. Con cô kia nhiều lắm, điên nữa. Chị Ly nói tụi em hay chọc họ nhưng mà chị Ly cười mồi đầu tiên. Chị Ly cười hơi khiêu gợi tụi em lên. Khiêu gợi con người tụi em lên. Xin lỗi, em nói đi xe. Chút gì nữa, nhưng mà mấy bộ nhìn cũng 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 cũng